Hướng dẫn cách kết nối camera Yoshi thông qua điểm truy cập với điện thoại Android. Đây, sau khi mình cài đặt ứng dụng Yoshi thì giao diện trên màn hình nó như này nhá. Bây giờ mình đã đăng nhập vào rồi. Đấy, bây giờ chỉ việc thêm và kết nối cam với ứng dụng nữa thôi. Đây, bây giờ mình sẽ kết nối cái cam này nhá. Đây, bạn nó vào. Đấy, của nó là treo ngược như này này. Đấy, treo ngược cái này, gắn trên trần nhà đấy. Hay là trên trên cái tấm ván hay gì ở trên trần đấy, mình treo ngược như này đấy. Xong rồi mình cắm điện vào. Nhưng mà bây giờ mình review thì mình cho nó đứng như này nhá. Cắm điện vào. Đấy. Đấy, nó sáng rồi nha. Đây là con bóng đen sáng ban đêm này. Mình sẽ ấn cái nút ở đây để reset này. Nút đây nó có một cái nút này. Rồi để tự quay nhá. Tự quay khi nào có tiếng kêu thì mình sẽ thêm nhá. Đấy, nó quay đấy. Đấy, có tiếng kêu bíp rồi đấy. Và mình ghi vào đây là thêm thiết bị nhá. Thêm thiết bị mới này. Cho phép Yoshi chụp ảnh và quay video, cho phép luôn. Rồi. Không thể quét mã QR, hãy thử một trong các phương pháp sau. Nếu mình đưa cái này vào thì nó sẽ quét, nhưng mà đây này, mã QR đây này. Đấy, nhưng mà bây giờ mình có ba cách, để kết nối với camera. Cách thứ nhất là thêm điểm truy cập này. Cách thứ hai là thêm thông minh này, cái thêm thông minh quét mã QR đấy. Cách thứ ba là kết nối có dây. Nếu có dây thì cái này không có cái cổng kết nối có dây. Muốn kết nối có dây thì phải có cái này. Nó có chân cáp mạng này này. Đây, chân cáp mạng LAN này thì mới kết nối có dây nhá. Đấy. Đấy, nó cứ kêu tít tít thì bây giờ mình chọn cái thêm điểm truy cập đi. Thêm điểm truy cập này. Bước 1, kết nối máy ảnh với nguồn hoặc nạp pin. Ok. Bước 2, chờ máy ảnh chuyển sang trạng thái kết nối phát ra âm thanh đu đu. Bíp bíp đấy, đu đu đấy. Rồi ok, đã, mình tích vào đây, đã hoàn thành các thao tác trên. Đấy, tiếp tục. Đây là cái mật khẩu, đây là cái wifi này, wifi ở nhà các bạn, cái điện thoại này là phải kết nối với wifi trước này, rồi cái này nó sẽ kết nối với wifi vào đây, nhập mật khẩu wifi này. Đây, có wifi nhập rồi nhá. Hoàn tất này. Tiếp tục này. Tạm thời chưa tìm thấy máy ảnh. Có thể thêm vào. Hãy kéo xuống để làm mới. Đăng tải này. Đây, đây là mã của cái cam này nhá. Đây mình xem này. Đây. 1 ID là 61205741 đấy. Trên cái ứng dụng này và trên cái này. Đấy. Mình sẽ kết nối nó nha. Rồi, kết nối bấm vào đây, bấm vào đây này, có dấu cộng này, bấm vào đây này, kết nối nữa. Đang thêm máy ảnh này. Quá trình này mất 1 đến 2 phút, vui lòng không rời khỏi trang này. Đấy, nó bảo đang kết nối với lòng chờ đợi. Đấy. Máy ảnh truy cập mạng liên kết máy ảnh và app đấy.
mình chờ đợi một chút. Đây, trên này nó có cái khe gắn thẻ nhớ này. Đấy, các bạn gắn thẻ nhớ đây để lưu, nó có thể ghi đè lại, ví dụ hết thẻ thì nó ghi, nó xóa cái cũ đi, đè cái mới lên. Đấy, quay cái cam về phía đây, nó đang kết nối nha, quá trình kết nối đang chạy đấy. Cam này là ban đêm nó có bốn cái mắt led này, nó phát sáng là hồng ngoại ban đêm nhìn có màu luôn nha. Bình thường hồng ngoại ban đêm là nhìn đen trắng, nhưng mà có bốn cái mắt led này thành ra là ban đêm có màu luôn đấy. Đấy, kết nối wifi thất bại, xin lòng thử lại trong vòng 30 giây. Đang chờ nó đây. Cái này nó vẫn còn đang chạy mà. Để trong quá trình chờ đợi thì mình giới thiệu về kênh của mình cho bạn xem nhé. Kênh này kênh mẹo sửa chữa tái chế này. Nếu các bạn thấy hay và hữu ích thì hãy đăng ký kênh, like cho mình một nút like và chia sẻ để ủng hộ kênh ngày càng phát triển nha. Rồi, kết nối wifi đã hết hạn, một số thiết bị bạn tạm thời hỗ trợ vui lòng. Rồi, bây giờ mình thêm lại này, thêm lại, thêm điểm truy cập này, thêm lại nhé, làm một cái thao tác lúc đầu này. Mẹo sửa đến nước đúng mật khẩu rồi mà. Tiếp này, tiếp tục này, đăng tải này, đây 147 này, kết nối lại các bạn ạ. Đang kết nối, vui lòng chờ đợi. Và thiết bị tải lên, nghĩa là chuẩn bị được cái đấy. Khi nào cái này chạy hết một vòng đấy, rồi đã thêm thành công nha. Các bạn chọn mục là cái này để ở phòng nào thì các bạn ghi tên là phòng đấy, ví dụ để nhà xe này, để ở kho, để trang chủ, để ông già là chăm ông già này, để nhìn ông già này, đứa bé này, đứa trẻ này, đấy, vật nuôi này, cửa tiệm, sân này, khác này, thì mình đặt tên cho nó nha. Ví dụ đây mình đặt là phòng khách đi, phòng khách này, đấy, phòng khách, vì phòng khách nhá, đấy, đặt tên cho nó. Còn không các bạn có thể chọn những tên cho sẵn này, các bạn đặt cái nào đặt, còn không đặt phòng khách hoặc là đặt chọn cái khác thì mình chọn, thích chọn gì thì chọn đấy, do ý mình mà. Đấy, xác nhận. Chúc mừng bạn đã nhận được phiếu ưu đãi, cái này là quảng cáo các bạn ạ. Đây mình nếu mình bấm vào đây thì nó sẽ hiện sang quảng cáo, mình bảo không phải bây giờ đấy. Rồi kéo màn hình, đây đây nó đã có rồi nha. Mình sẽ kéo màn hình này, trái phải, lên xuống trái phải này, lên xuống phải trái đấy, thì cái này là tự quay nhá. Đấy, nó quay đi này, các bạn nhìn cam quay nhá. Đấy, đấy, trái này, cái này là để ngược các bạn, nó để ngược nên là nó hình ảnh nó sẽ quay ngược đấy, chữ nó ngược này đấy. Ví dụ đây là trang kênh của mình này, chữ nó ngược
Bây giờ mình quay xuôi lại này, quay như này đúng thiết kế của nó này, thì nó thành xuôi này. Đấy, các bạn thấy chưa? Đấy, thì nó sẽ soi xuôi. Đấy, còn để ngược thì nó như để như này là để xuôi đấy, để như này để treo trên trần nhà đấy là để xuôi này, thì chữ nó sẽ xuôi. Đấy, các bạn thấy chưa? Rồi, bây giờ mình cho nó quay lại để nó ngược tí cũng được, nhưng mà nó dễ, nó đứng thế này nó dễ hơn là để nó nằm. Đấy, xong mình quay tiếp này. Cục xuống, lên xuống, trái phải đấy, quay được 360 độ. Đấy, đây là một cái này. Còn muốn thêm chuyển động thì bấm vào đây. Bấm vào đây thì ví dụ có người chạy qua thì nó tự nó kêu báo động. Đấy. Rồi, còn mình muốn thêm những cái này khác, thêm những cái cam khác vào, thêm những cái cam này vào thì để tắt âm thanh cảnh báo lần này. Có âm thanh cảnh báo. Trông nó thông minh. Đấy, cái này phải có thẻ nhớ các bạn. Thẻ nhớ. Đấy, cái này là mình có thể nhớ, mình lắp vào thì nó sẽ lưu lại, xong nó ghi đề. Rồi bây giờ mình muốn thêm những cái cam này khác thì mình vào đây này, trên này có dấu cộng này, mình thêm nhá. Bây giờ mình muốn thêm cái này thì mình sẽ bấm vào dấu cộng ở đây để thêm. Đấy, thêm thì mình vừa thêm cái cách thêm điểm truy cập mình vừa làm xong, còn cách thêm thông minh, cách thêm kết nối có dây nữa thì mình sẽ làm cho bạn xem. Rồi, trước mắt mình sẽ kết thúc video này ở đây để nó đỡ dài. Video tiếp theo mình sẽ kết nối thông minh cho bạn xem nhé. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.